Đặng Cang và Lâm Chiêu Đồng là hai tên tuổi không hề xa lạ với công chúng thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Đây là lần thứ hai, hai họa sĩ nổi tiếng của Vĩnh Long đã cùng hội ngộ khách thưởng lãm tại thành phố Hồ Chí Minh trong triển lãm Một Thoáng Mekong tại Phương Mai Gallery, tọa lạc tại số 129B Lê Thánh Tôn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự chú ý của người trong giới và công chúng yêu hội họa. Họa sĩ Đặng Cang, sinh năm 1957, là hội viên của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Ông đã đoạt nhiều giải thưởng lớn của quốc gia và có tác phẩm được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, các nhà sưu tập tranh trong nước và quốc tế sưu tầm. Cũng thật dễ hiểu vì sao tác phẩm của Đặng Cang luôn chinh phục khán giả, bởi tình yêu mãnh liệt dành cho miền đồng bằng châu thổ và phong cách sáng tác đặc trưng. Công chúng lại được đắm chìm vào không gian bàn bạc của thi ca, của âm nhạc, với con đò, bến nước, mái nhà ven sông, mênh mông và lãng mạn. Hội họa là cuộc dạo chơi cùng màu sắc của Đặng Cang. Ở đó có khi là những gam màu lạnh, xa xăm hay những sắc màu rực rỡ, cháy bỏng và ấn tượng, đánh thức bao kỷ niệm của những ai đã từng sinh ra và lớn lên tại quê hương Nam Bộ thân yêu. Có người nhận xét, tranh của Đặng Cang nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng rất sôi động trong cái bình yên của miền sông nước Cửu Long. Ông từng bước đưa người xem rời cái ồn ào của cuộc sống đô thị để trở về với sự bình yên của thôn quê. Cuộc sống đối với sự việc xung quanh bên ngoài, tức là mình cảm sao thì mình làm vậy, tức là mình thương nó quá thì cái gì mình yêu thương thì mình gắn bó nó thì mình làm, mà mình sẽ thể hiện qua tác phẩm của mình. Tôi muốn gửi gắm về mọi người về một cái tình cảm nhẹ nhàng của một miền quê của tôi. Người ta khi mà người ta làm việc cực nhọc thì lâu lâu người ta cũng nghĩ về một cái miền quê của mình nhẹ nhàng lắm, thì người ta cảm thấy là mình nhẹ bớt đi một cái phần nào cuộc sống nặng nề. Đặng Cang là một trong những họa sĩ tôi yêu quý nhất. Tôi yêu quý nhất là bởi vì đó, trong cái hồn của từng cái tác phẩm nghệ thuật của anh, nó chứa đựng cái tình tự dân tộc rất là sâu nặng. Hồn anh lúc nào cũng hướng về những cái miền quê, những cái người dân bình thường, và đưa những cái hình ảnh bình thường của những người dân bình thường thành những cái tác phẩm rất là sinh động. Tác phẩm của họa sĩ Đặng Cang đó, thường thường đạt rất nhiều giải thưởng toàn quốc cũng như là những cái giải thưởng khu vực. Mà riêng anh em thì anh em rất nể phục Đặng Cang về cái cách xử lý màu và bố cục. Màu của Đặng Cang thì nó nhẹ nhàng, tình cảm, còn bố cục của Đặng Cang là một cái bố cục nó mang cái chất thơ. Nó giống như là tranh ấn tượng nhưng mà nó có chất siêu thực đó. Còn họa sĩ Lâm Chiêu Đồng, sinh năm 1956, chuyên về tranh xé giấy. Ông cũng từng đoạt nhiều giải thưởng mỹ thuật toàn quốc quan trọng. Vẫn là hình ảnh lãng mạn của miền sông nước phù sa, nhưng với kỹ thuật xé và dán kép giấy đã thực sự gây ấn tượng bởi sự tỉ mỉ chăm chút trong từng chi tiết nhỏ nhất. Thế giới trong tranh của Lâm Chiêu Đồng là những góc nhỏ bình yên, dung dị và mộc mạc, là những gì thi vị của cuộc sống trong trái tim mẫn cảm của người nghệ sĩ, luôn biết rung lên theo từng thay đổi của thiên nhiên, là những khoảnh khắc đẹp đến ngất ngây của đất trời. Thuộc trường phái hiện thực,
tác phẩm của Lâm Chiêu Đồng nổi bật nhất ở kỹ thuật thể hiện và nghệ thuật phối màu tài tình. Đó là cảm xúc xao xuyến, bâng khuâng khi bất chợt một ngày bắt gặp mùa thu nhẹ nhàng về trên phố vắng, là sự choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy của hoàng hôn trong rừng tràm. Cái dán giấy thì nó cái khâu mình đi tìm cái chất liệu, có nghĩa là mình tìm giấy đó. Cái giấy này nó có cái tông màu theo cái bản màu của tấm tranh của mình đó, nó đòi hỏi mình phải nỗ lực dữ lắm mới có thể đủ giấy để mà thực hiện một cái tác phẩm. Cái mình vẽ sơn dầu hay các thể loại khác, màu bột hay là aquarelle gì đó thì mình có thể mình pha màu tùy thích. Còn cái tranh này thì nó vẫn là cái quan trọng là cái khâu đi tìm cái nguồn giấy cho nó dồi dào, nó nhiều thì mình mới có thể mình dán thành tranh được. Và sĩ Chiêu Đặng có cái đặc điểm độc đáo đó là dán giấy, mà dán giấy rất là kỹ lưỡng. Anh xé từng tấm giấy nhỏ nhỏ như vậy rồi bỏ hàng tháng trời để mà sáng tạo ra những bức tranh đặc biệt bằng những cái mảnh giấy dán nhỏ nhỏ. Mà cái kỹ thuật dán giấy của anh mạnh đi đến cái độ là đạt một cái trình độ rất là cao, màu sắc hài hòa. Nhìn cái bức tranh dán giấy mà mình cứ ngỡ đó là một bức tranh sơn dầu rất là sinh động. Một thoáng mê công với 25 tác phẩm sơn dầu của họa sĩ Đặng Cang và 16 tác phẩm dán giấy của họa sĩ Lâm Chiêu Đồng, như là cuộc lãng du về phương Nam yên bình, sâu lắng, là niềm tự hào của những ai đã từng gắn bó với mảnh đất này.